Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật bóng đá trong nước và quốc tế ngày 14 tháng 12. Bản tin sẽ bắt đầu với quyết định xử phạt các cá nhân, tập thể sau vòng 5 V-League 2023-2024. Ngày 13 tháng 12, VFF chính thức có văn bản xử phạt các cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm làm xấu hình ảnh giải đấu và bóng đá Việt Nam tại vòng 5 V-League 2023-2024. Theo đó, liên quan đến vụ xô xát trên sân Quy Nhơn, các cá nhân và tập thể câu lạc bộ Bình Định và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đều phải nhận án phạt rất nặng. Ban tổ chức trận Bình Định Thanh Hóa bị phạt 30 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả ném đồ vật xuống sân và làm mất an ninh, an toàn cho đội khách. VFF phạt cảnh cáo tập thể ban huấn luyện câu lạc bộ Bình Định do có phản ứng gây hấn với cầu thủ, thành viên ban huấn luyện câu lạc bộ Thanh Hóa. Đáng chú ý, Ban kỷ luật VFF phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp đối với ông Bùi Võ Viết Tuấn, phó trưởng đoàn câu lạc bộ Bình Định do có hành vi kích động, lăng mạ, xúc phạm đội khách Thanh Hóa. VFF xác định quan chức này có nhiều hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các sự việc lộn xộn, phản ứng giữa thành viên hai câu lạc bộ, gây kích động dẫn đến chuỗi sự việc phản ứng sau đó của khán giả. Về phía câu lạc bộ Thanh Hóa, bác sĩ của đội là ông Dương Tiến Kỷ bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp do có hành vi, thái độ công kích, kích động đối với cầu thủ đối phương. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đồng thời bị phạt 4 triệu đồng do có 7 người bị phạt thẻ trong trận đấu trên sân Quy Nhơn. Án phạt này có hiệu lực từ vòng 6 V-League diễn ra cuối tuần này. Ngoài ra, VFF cũng xử phạt ông Lê Xuân Hải, phó trưởng đoàn đội bóng ngành công an 5 triệu đồng vì vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp và yêu cầu lãnh đạo đội tiếp tục thực hiện quy định kỷ luật 3 thẻ vàng do VFF đã ban hành. Trước đó, dù bị phạt không được làm nhiệm vụ tại vòng 5 V-League 2023-2024 do nhận đủ 3 thẻ vàng, ông Hải vẫn tham gia vào công tác chỉ đạo trước và sau trận đấu dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Ông Gong Oh-kyun và cầu thủ Trần Văn Kiên không phải nhận thêm bất kỳ án phạt bổ sung nào sau những hình ảnh xô xát trên sân trong trận Công an Hà Nội làm khách trên sân của Nam Định. Thủ môn Philippe Nguyễn chính thức hoàn tất thủ tục để có quốc tịch Việt Nam với tên gọi là Nguyễn Filip. Được huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier điền tên vào danh sách sơ bộ bao gồm 50 cầu thủ của tuyển Việt Nam. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, danh sách tập trung tuyển Việt Nam, danh sách bổ sung, thay thế và danh sách chính thức tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 cũng sẽ xoay quanh 50 người. Việc Philippe Nguyễn phải chờ xác nhận của AFC là do thủ môn này đã từng được triệu tập vào đội tuyển Cộng hòa Séc với tên đăng ký theo quốc tịch Cộng hòa Séc là Philippe Nguyễn. Tuy nhiên, thủ môn này vẫn chưa ra sân thi đấu trong màu áo của tuyển Cộng hòa Séc. Đây cũng là cơ sở để AFC xác nhận Nguyễn Filip đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam theo đúng quy định của FIFA. Đây là tin rất vui dành cho huấn luyện viên Troussier kể từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Pháp của công triển khai triết lý mới. Mặc dù vậy, để hoàn thiện phong cách kiểm soát bóng và xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, ông cần một thủ môn biết chơi chân, sẵn sàng tham gia vào quá trình luân chuyển bóng. Được đào tạo căn bản trong môi trường bóng đá châu Âu, Nguyễn Filip không chỉ phản xạ tốt mà còn chơi chân thành thạo, hứa hẹn sẽ là mảnh ghép để tối ưu hóa đội tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 28 tháng 12 tới, sau khi kết thúc vòng 8 V-League 2023-2024. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 5 tháng 1, 2024 sẽ lên đường sang Qatar, quốc gia đăng cai tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023. Tại Qatar, tuyển Việt Nam sẽ có thêm quỹ thời gian 1 tuần để chuẩn bị cho trận gia quân gặp tuyển Nhật Bản. Trong quá trình tập huấn hoàn thiện không chuẩn bị, đội tuyển sẽ đá trận giao hữu mang tính tổng duyệt với Kyrgyzstan dự kiến vào ngày 9 tháng 1, 2024 trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự giải đấu. Vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ được diễn ra từ 12 tháng 1 tới mùng 10 tháng 2 năm 2024 tại Qatar. Việt Nam nằm ở bảng D và sẽ lần lượt gặp các đối thủ là Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1, Indonesia vào ngày 19 tháng 1 và Iraq vào ngày 24 tháng 1. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Với tình huống sút tung lưới đối thủ ở phút 40, Benzema đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 4 kỳ FIFA Club World Cup. 3 lần trước anh tỏa sáng trong màu áo Real Madrid và lần này tại Al Ittihad. Tổng cộng, Benzema đã ghi 5 bàn ở FIFA Club World Cup, xếp thứ 3 trong lịch sử sau Ronaldo với 7 bàn và Gareth Bale với 6 bàn. Rất có thể ở ngay lần tham dự này, anh sẽ cân bằng hoặc thậm chí vượt qua những cột mốc của hai đồng đội cũ vì sau thắng lợi 3-0 trước Auckland City, Al Ittihad sẽ tiến vào vòng trong gặp đại diện châu Phi là Al Ali. Với lợi thế sân nhà, đội bóng của Benzema hoàn toàn có thể thắng và anh có thể tiếp tục nâng cao thành tích cá nhân ở mùa giải hiện tại. Đây cũng là quãng ngày đáng nhớ với chân sút 36 tuổi. 5 lần ra sân vừa qua, anh ghi 5 bàn. Từ đầu mùa, anh đã ra sân 13 trận và đóng góp vào 13 bàn của đội nhà, gồm 9 lần ghi bàn cùng 4 pha kiến tạo. Sau khi Quỷ Đỏ thua Bayern Munich 0-1 tại Old Trafford rạng sáng ngày 13 tháng 12 và bị loại khỏi Champions League khi đứng bét bảng A với chỉ 4 điểm, Manchester United chịu đòn kép chấn thương ở hàng phòng ngự khi 13 cầu thủ có thể vắng mặt trong trận gặp Liverpool tại vòng 17 Premier League ở Anfield vào cuối tuần này. Trung vệ Harry Maguire dính chấn thương cùng với Luke Shaw không thể tiếp tục thi đấu. Như vậy, Man United mất cả bộ đôi hậu vệ quan trọng ngay trong hiệp 1 của trận đấu với Hùng Xám nước Đức. Ngoài ra, cả Maguire và Shaw đều nằm trong danh sách chấn thương khổng lồ của MU, bao gồm các hậu vệ Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Tyrell Malacia và các tiền vệ Casemiro, Christian Eriksen và Mason Mount và cầu thủ chạy cánh Amandialo. Marcus Rashford và Anthony Martial bỏ lỡ trận đấu với Bayern Munich vì bị bệnh, trong khi Jadon Sancho vẫn bị Erik ten Hag loại khỏi đội hình của MU và đội trưởng Bruno Fernandes sẽ bị treo giò trong chuyến làm khách với Liverpool. Tổng cộng, MU có nguy cơ không có sự phục vụ của 13 cầu thủ trong chuyến hành quân tới Anfield gặp đội đầu bảng Premier League. MU đã thua 2 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và họ cũng thất bại nặng nề 0-7 trước Liverpool tại Anfield mùa trước. Vì thế, với tình hình như thế này, không nhiều người tin MU có thể làm nên chuyện trước đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Erling Haaland bị đau trong thất bại 0-1 của Man City trên sân của Aston Villa vào hôm 7 tháng 12. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola xác nhận tiền đạo trẻ người Na Uy gặp vấn đề về thể trạng. Haaland thậm chí không thể đi lại một cách bình thường. Cũng vì thế, chân sút chủ lực của Man City vắng mặt ở vòng 16 ngoại hạng Anh, không có cỗ máy sân bàn người Na Uy. Man City trải qua một trận đấu khó khăn và chỉ có thể ngược dòng hạ đội bóng tân binh Luton Town với tỷ số 2-1 ở nửa cuối trận đấu. Ban đầu, báo chí Anh khẳng định Erling Haaland bị nứt xương bàn chân và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Người ta lo ngại rằng Haaland chẳng những vắng mặt ở trận tour Malet của Man City tại giải Ngoại hạng Anh mà còn bỏ lỡ cơ hội lần đầu tham dự giải FIFA Club World Cup 2023 hiện đã bắt đầu khởi tranh ở vòng ngoài. Thế nhưng, điều bất ngờ là tình trạng của Haaland không nặng nề đến thế. Theo xác nhận của huấn luyện viên Pep Guardiola, Haaland sẽ tập luyện trở lại vào thứ Năm sau khi đội trở về Manchester. Nếu quá trình diễn ra ổn, ngôi sao ám giải tiền đạo xuất sắc nhất thế giới 2023 của Man City sẽ ra sân để tiếp Crystal Palace vào cuối tuần. Đây không phải lần đầu Haaland bị đau trong mùa giải 2023-2024 và hồi phục một cách nhanh thần kỳ. Còn nhớ ở đại chiến với Liverpool vào hôm 25 tháng 11, ngôi sao người Na Uy bị đau, nhưng vào giữa tuần sau đó, anh vẫn ra sân và ghi bàn, giúp Man City đánh bại RB Leipzig 3-2. Kết quả đó giúp đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola sớm hoàn thành nhiệm vụ giành ngôi đầu bảng G. Thông tin vừa rồi cũng đã là thông tin cuối cùng của bản tin bóng đá ngày 14 tháng 12 của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi thông tin về bóng đá Việt Nam và bóng đá quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên Facebook và YouTube của Bóng đá và Đời sống. Các bạn hãy follow, like và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.